Đại học là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công. Câu nói vốn được sử dụng rất nhiều bởi bố mẹ, thầy cô và mọi người trong xã hội để nhắc nhở các bạn học sinh về tầm quan trọng của việc thi đại học và có cho bản thân một số điểm vừa đủ để bước chân vào những ngôi trường mà mình hằng mong ước. Nhưng với hơn 215.000 cử nhân đang thất nghiệp và phần đông còn lại làm những công việc trái với ngành đã học, liệu rằng câu nói trên có còn đúng với thời điểm hiện tại hay không?